Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Nai cho biết đến cuối tháng 8 năm 2024, Hội chữ thập đỏ tỉnh và Hội chữ thập đỏ các cấp đã phối hợp với Trung tâm truyền máu chợ rẫy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận được hơn 29.700 đơn vị máu hiến tình nguyện. Mỗi đơn vị là 350 ml đạt trên 80% chỉ tiêu năm 2024 để đạt mục tiêu vận động 33.500 đơn vị máu hiến do Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu Tình nguyện Quốc gia giao. Trong những tháng còn lại của năm 2024, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Đồng Nai và Hội Chữ Thập Đỏ các huyện, thành phố và trung tâm truyền máu chợ rẫy tiếp tục duy trì mỗi tháng từ 13 đến 15 đợt tiếp nhận hiến máu tình nguyện. Riêng trong tháng 9 này sẽ tổ chức 14 đợt tiếp nhận hiến máu lưu động trên địa bàn tỉnh với mục tiêu sẽ tiếp nhận trên 3.700 đơn vị máu hiến.